Rồi hello nha Nam, buổi tối vui vẻ nha Nam ơi. Buổi tối làm nhẹ cái video báo giá xe cho anh em tham khảo ha. Nói chung xe nào cũng có ghi cái giá trên yên nha Nam. Đó. Cả nhà mình coi thấy xe nào thấy phù hợp, thấy có nhu cầu hoặc là yêu thích thì cứ liên hệ ủng hộ nha. Xe nhiều lắm. Giá tốt tốt như nè, mùa này giá rất là tốt luôn. Clip tổng hợp này thì chủ yếu là điểm qua xe với giá thôi ha. Còn anh em biết muốn biết thông tin chính xác của xe nào thế nào thì cứ để lại bình luận. Đó. Em sẽ làm video. Đó. Riêng biệt từng xe cho anh em. Tại xe nhiều để đảm bảo thời lượng cái video, thành ra em chỉ có quay cái mặt xe với báo giá thôi. Bên em mới dạy con Lexico đẹp quá. Con này mùa học sinh này, mua đi chạy ok. Cái này xe 50 nè. Xe 50 nè ha. Giá trên yên luôn nha cả nhà. Mấy cái xe tay ga này cũng vậy luôn. Giá trên yên ha. Vision giá cũng trên yên luôn nha anh em. Đó, thấy xe nào có nhu cầu thì cứ liên hệ thôi. Nói chung AB giá vừa tốt vừa ngon ha. Tiền ít thịt nhiều. 18 triệu 500 một AB đi ok. Bề giá tốt ha. Xe còn mới lắm nha nè. Con này thì bốn quan. Biển số đẹp. Biển số đợt rồi tính lấy làm định danh mà không kịp. Ếch thắt mo, ếch thắt lớn. Con này mua mới có mấy tháng. Mới mua 2-3 tháng gì đây, mới như xe hãng. Mấy con này quay thái ha, giá trên yên hết luôn nha nè. Con này 82 triệu nha. Tại bữa livestream em có giảm con này này copy thái nha nè, này tứ. Giá cho đi nha anh em, một càng hai càng thì anh em dòm vô cái tay bi-a ha. Hai càng thì nó có tay bi-a, còn một càng thì không có nè. Này 110 thái, này ẹt 155 Winner X, ẹt 150 mâm hai màu bản đặc biệt. Này sa chia solid, giá trên yên luôn anh em ơi. Mua bán giá công khai ha. Cho nó dễ. S150, S135. Mấy con xe này đậu cũng lâu rồi lắm em. Anh em coi có nhã ý muốn thích thì cứ điện thoại bớt được phép bớt cho. Nè ngoài lại 6 máy chắc khư luôn. Sạch đẹp im ngon. Giá trên yên luôn. Con này để rớt đầu. Điều nó đẹp lắm. Còn mấy con này full led á. Full led cái số trừ ở dưới là giảm đó nè. Đó, giảm. Tại lúc mình nhập cái giá xe nó cao đó, bây giờ nó nói chung giờ full led bữa nay nó cũng lên lại nha anh em. Lên nhẹ nhẹ lên con tầm 1 triệu gì đó. Xe mới á.
mấy anh em bình thản báo. Này dọc khu neo khu chờ một, khu chờ ít ha, có ghi trên yên hết. Cái số nhỏ nhỏ với lại em giảm đó nha anh em, giảm giá cho anh em đó. Đó số nhỏ gì dưới đó. Quay giá cho đi anh em ha. Jupiter Future khóa xe nào liên hệ nha anh em. Con này 40 nha. Con này alpha. Alpha lên đĩa. Máy hơi nhẹ lắm mà anh em. Mấy con này mô tô. Xe nước không á nè, mấy con mô tô này. Con này Honda Monkey. Con này FX. FX này dòng full này. Con này Surojan. Full channel FI 209 nha, đầu 70. Đó. Anh em quan tâm xe nào tại cửa hàng xe máy gánh thép thì anh em cứ liên hệ cho nhân viên anh em ha. Này số của trắng nhân viên mới nha anh em. 0944 nè. 631364 trắng. Đó. Hoặc là anh em có thể lên Google hoặc Google Map á. Google Map á, anh em search cho hàng xe máy Khánh Phép nha. À, anh em bấm vào anh em xem cái đoạn đường thời gian đi của mình đến cửa hàng bao nhiêu km đi đường nào anh em. Thử coi sao. Có chuyến có dịp đi gạch giá chơi luôn. Gạch giá bây giờ nó rất là đẹp anh em ha. Đó, dự án lấn biển sau khi nó hoàn thành giờ nó rộng đẹp. Giá trên yên anh em ơi. Lít lây đẹp quá ha. Lây. Con mò này 40 nha. Mò là mẫu cũ rồi. Neo là 16 năm mà. Neo trong đó có 16 năm luôn. Quay GS cũng còn khá là nhiều anh em nha. Này 110 Thái 22.500. Này xe 50. Rồi ok anh em nha. Anh em coi thấy xe nào phù hợp với mình thì liên hệ ủng hộ như năm ha. Nè, Wilson 19 năm lợi có dầu đạp nè. Xe rất là nhiều luôn anh em ơi. Rồi, cảm ơn anh em đã dành thời gian của video. Chúc anh em có một buổi tối vui vẻ nha. Rồi, xin cảm ơn.